Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay một cái thông tin khá là nóng liên quan đến câu chuyện pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Thị Dũng. Về phía công ty cổ phần Đại Nam đó vừa mới đưa ra tiếp tục một cái danh sách đợt 4 liên quan đến các TikToker và YouTuber, cũng như là một cái thông tin khá là nóng. Bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức chi ra một số tiền khá là khủng, 3 triệu đô la để mà khởi kiện đối với một số các YouTuber ở nước ngoài nha các chú anh chị. YouTuber, TikToker mà cái thuộc cái dạng như là ở nước ngoài chứ không phải là ở Việt Nam. Thì bà Hằng đã chi ra một cái khoản tiền 70 mấy tỷ đồng, dự chi là 3 triệu đô la, khoảng 1 triệu đô la là tầm khoảng 20 mấy tỷ đó các chú anh chị. Thì để mà khởi kiện đối với một số những cái cá nhân ở nước ngoài, đặc biệt là con Phương Anh Châu ha, rồi con Thu Hương, Cuộc Sống Mỹ rồi á, là những cái đứa này chúng ta thấy rằng là nó cứ tưởng là nó ở nước ngoài thì nó muốn nói gì nó nói, muốn chửi sao nó chửi, nó dùng những cái câu từ vô cùng gọi là mất dạy, vô văn hóa để mà xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, thậm chí là vu khống bịa đặt một cách trắng trợn luôn. Nào là nói bà Hằng, đặc biệt là con Phương Anh Châu với con Thu Hương, nói rằng là bà Hằng lừa đảo, bà Hằng gọi là làm gái chỗ này làm gái chỗ kia, nói chuyên gia là cái mồm mép của mấy đứa này là vu khống và bịa đặt. Còn các YouTuber nào đó mà lấy lại những video clip của con Phương Anh Châu ha, để mà gọi là câu view câu like đó, thì chắc chắn cũng sẽ không thoát được đâu cô chú anh chị. Phát tán và chia sẻ những cái thông tin bịa đặt liên quan đến Đại Nam hay là bà Nguyễn Phương Hằng thì lần này là khá là mệt mỏi nha. Đặc biệt là bà Hằng đã chi ra một số tiền khủng dành cho các luật sư, đặc biệt là luật sư quốc tế luôn, để làm cái câu chuyện này không phải là chuyện gọi là bình thường và đơn giản nữa. Bởi vì lần này là ảnh hưởng đến doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân bà Hằng hay là ông Dũng. Và chúng ta thấy rồi, động thái mà từ phía công ty cổ phần Đại Nam chứ không phải là cá nhân riêng ông Dũng hay là bà Hằng nữa. Trở lại với cái danh sách mới nhất thì có những cái tên như sau, và đặc biệt hơn nữa là những cái tên mà thuộc cái diện ở nước ngoài ha nha cả nhà. Về phía phần YouTuber đó thì có đợt tư này thì có Lani Nguyễn, Giang Vịt, Kiến Thức Xã Hội, Official, Thanh Việt TV. Thanh Việt này thì chúng ta biết rằng là cái kênh này đó là khứa này là binh vực Võ Hoàng Yên. Từ đầu mùa cái câu chuyện drama khi mà xuất hiện về cái vấn đề của Võ Hoàng Yên thì khứa này cùng với Trần Văn Sĩ, và Phan Phong, rồi cho đến là Thám Tử Cao, rất là nhiều lần PR cho cái kênh Thanh Việt này. Và được biết rằng kênh Thanh Việt này là cũng là người đã trực tiếp có thể phỏng vấn và dường như là liên hệ với Võ Hoàng Yên nha cô chú anh chị. Đó chính là Thanh Việt TV đó. Nỗi Lòng Người Miền Nam, Chính Nghĩa TV, BN Daily, Chiến Đò Chiều, Thu Hương Cuộc Sống Mỹ USA. Là con nhỏ này đây, Thu Hương Cuộc Sống Mỹ. Thì con Thu Hương Cuộc Sống Mỹ này nó quen rất là thân với con Hoa Hậu Thanh Thúy. Tụi nó đó, liên hệ với thằng Trương Quốc Quy. Ba đứa này đó nó chụp hình rồi nó ăn uống này kia cái nọ, nó đang đầy trên mạng xã hội cho cô chú anh chị. Thì chúng ta thấy rằng là tụi nó là một cái ổ nhóm khá là lớn để mà tấn công đánh phá vào doanh nghiệp, đặc biệt là riêng đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Thị Dũng. Thắng Thật Mộng Nguyễn Bến Tre. Cái tên Mộng Nguyễn Bến Tre này thì cái tên cũng khá là quen ha. YouTuber này là từ cái thời của ông Lê Tùng Vân, nó binh vực cho ông Lê Tùng Vân, cho Thiền Nga Bộ Trụ. Mộng Nguyễn Bến Tre nè, Phương Hai Lúa nè, rồi Nhạc Chế Nhất Phương. Thằng Phương Hai Lúa và Nhạc Chế Nhất Phương là cùng một kênh. Không biết là cái kênh Nhạc Chế Nhất Phương nó bị vấn đề gì mà nó gọi là nó ngưng làm rồi, bây giờ nó chuyển qua cái kênh Phương Hai Lúa nha. Phương Hai Lúa, Mộng Nguyễn Bến Tre, rồi cho đến cái thằng Trung Nguyễn Nhạc Chế, tụi này là nó chung một băng, chung một băng một cái thời của tỉnh đất Bồng Lai, nó binh vực cho ông Lê Tùng Vân. Mà chúng ta biết rồi, thời điểm đó tụi nó kiếm ăn bằng những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Mà khi bây giờ đó ông Lê Tùng Vân và những người bên trong Thiền Nga Bộ Trụ bị dướng vào dòng lao lý thì tụi nó mất cái miếng ăn khá là lớn, mất cái miếng bánh gọi là dạng như là từ thiện đó. Nói thì nói từ thiện vậy thôi chứ đa số những cái thành phần mà gửi tiền về cho các YouTuber này để mà giải cứu Thiền Nga đó quý vị, thì đa số là những cái thành phần, những cái tổ chức chống phá và xuyên tạc thôi. Tụi nó gửi tiền về để mà cho các YouTuber này cất lên cái tiếng nói để giải cứu Thiền Am, và để cho họ có cái cơ hội
những cái thành phần ở nước ngoài, như mấy thằng luật sư bây giờ nó cũng bỏ trốn rồi, nó ăn đã rồi, nó cũng trốn rồi đó. Nhưng Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến rồi đó, một thằng gọi là cũng vài chục tỷ đồng, ở trên gần cả trăm tỷ hết rồi, thì nó bây giờ nó trốn sang nước ngoài để nó cái tìm đường nó cứu cánh cho riêng bản thân, chứ ở Việt Nam thì chắc chắn bị tó nha. Mà các YouTuber này đó thì là những cái YouTuber đời đầu của Thiền Am và Vũ Trụ. Tụi này đó thì nó cũng gọi là ăn, nhưng mà ăn không bằng mấy thằng khứa luật sư đâu. Tụi này nó ăn nhưng mà những cái đồng tiền thấp hơn. Và khi mà Thiền Am và Vũ Trụ ngày hôm nay đã tan nát rồi, thì cái bọn này nó rất là ghét bà Nguyễn Phương Hằng. Nó tìm mọi cách, cứ mỗi lần là có cái chuyện gì liên quan đến bà Hằng thì nó sẽ gán ghép vào. Và chúng ta thấy rằng là nó cũng chẳng có yêu mến gì ông Minh Tuệ cả, thằng bà Nguyễn Bến Tre này nè. Nhưng mà khi mà thấy bà Hằng bị gọi là công kích về cái câu chuyện ông Minh Tuệ, thì tụi nó dậu đổ bìm leo, tụi nó nhảy vào để mà cắn bà Nguyễn Phương Hằng, để mà trả thù riêng. Đó, trả thù về cái câu chuyện mà ông Lê Tùng Vân gọi là bị bà Nguyễn Phương Hằng tố đó. Ông chùm 888 sức khỏe U50, anh Gephan bà 8 Kali. Bà 8 Kali này thì cũng là đầu đao ma. Đinh Thập Tự Vlog, Bủ Lang Thang, Thoại Nhân Chánh Pháp. Thì thằng Tâm Chánh Pháp và Thoại Nhân Chánh Pháp là một cái, cũng là một cái nhóm nha. Tâm Chánh Pháp rồi đó, Thoại Nhân Chánh Pháp thì mấy đứa này từ TikTok qua cả YouTube thì nhiều người biết qua cái câu chuyện liên quan đến ông Minh Tuệ. Còn về phần TikTok đó thì gồm có khá là nhiều TikToker mà chúng ta thấy rồi. Tổng cộng ngày hôm nay đó, danh sách là đến 55 TikToker và 17 YouTuber và 72 cá nhân. Thì tính sơ sơ qua 4 đợt thôi thì đã có gần hơn 300 cái tên rồi. Hơn 300 cái tên đã được Đại Nam liệt kê. Được Đại Nam liệt kê. Nhưng mà cái danh sách ngày hôm qua đó thì về phía luật sư của ông Dũng nói rằng là những danh sách ngày hôm qua là đã đủ yếu tố để mà cấu thành tội hình sự. Còn những cái danh sách này khi mà luật sư không có công bố là đủ yếu tố, thì chúng ta thấy hiểu được rằng là các cá nhân này đó, là đa số tụi này đó, nó sửa đổi tên, nó nói lấp nói lửng, nó không dám nói gọi thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng hay là ông Huỳnh Uy Dũng hay là Đại Nam, nó không có dám gọi, nó sửa tên chỗ này chỗ kia hết rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc là thoát ra khỏi không đủ yếu tố hình sự, nhưng mà còn phần hành chánh hay là cho đến là dân sự. Mà chúng ta biết rồi, một cái công ty lớn như là Đại Nam đó, thì nếu như mà nói rằng cái câu chuyện bồi thường thiệt hại đó, có chú anh chị, thì tôi nói rằng mấy thằng này nó chỉ có gọi là chấp nhận cái phương án ở tù thôi, chứ làm sao bồi thường nổi. Và bản thân ông Huỳnh Uy Dũng hay là bà Nguyễn Phương Hằng đó, mình tin chắc rằng họ cũng không có cần những cái tiền bồi thường này đâu cả nhà. Nhưng mà bắt buộc phải làm. Tại vì sao? Nếu không làm đó thì tụi nó cứ tưởng trời ơi đưa danh sách ra chỉ để hù dọa thôi. Mà cái việc bà Nguyễn Phương Hằng bỏ ra gần 3 triệu đô la để mà làm điều này đâu phải chơi. Như cô chú anh chị, bà ấy có thể quyên góp từ thiện hàng trăm hàng ngàn tỷ là điều bình thường. Vậy thì cái vấn đề gọi là vài chục tỷ hay là 100 tỷ đối với bà ấy đâu có là gì đâu. Đâu có là gì đâu. Cái số tài sản bây giờ nó quá khủng rồi cả nhà. Nhưng mà không thể để cái tụi này đó nó xem thường pháp luật. Cái việc mà nó xem thường những cái thông báo từ phía Đại Nam đưa ra chẳng khác gì xem thường pháp luật cả. Trời ơi, nói rằng bà Hằng bà trước giờ bà thưa biết bao nhiêu người, có ai bị gì đâu. Trời ơi, ai đâu mà thưa cả vài trăm người như vậy. Nhưng mà tôi nói với cô chú anh chị á, khoảng thời gian sắp tới đây nè, khi mà nghị định cái 147 được chính thức có hiệu lực đó, chính thức có hiệu lực chẳng còn bao lâu đâu, còn một tầm tháng nữa ha. Đó, mấy anh mấy chị nói trời ơi làm TikTok á thì nếu mà có vấn đề này kia thì xóa đi TikTok là xong, lập TikTok khác, ai đâu biết địa chỉ. Thì tôi nói với các cô chú anh chị á, tới nghị định 147 nó có hiệu lực đi, rồi tới lúc đó đó thì mấy anh chị mới biết, tại vì phải xác minh đầy đủ số điện thoại, thậm chí kể cả những cái bình luận phải có xác minh thì mới cho được phép bình luận. Tại sao mà chú Dũng nói rằng là sẽ ăn mừng khi mà có nghị định 147 để mà chính thức có hiệu lực, cô chú anh chị? Thì lúc đó mạng xã hội đó nó sẽ gọi là trong sạch hơn. Bởi vì nếu như mà chúng ta không thích một người nào đó cũng không thể dùng những cái từ ngữ tục tiểu, mắc dạy, vô văn hóa như là con Vương Anh Châu, đặc biệt là con Bánh Tét đó.
có bánh tét mà con nhỏ là dường như là có cái giấy tâm thần đó cô chú anh chị. À, còn bánh tét phường Anh Châu ở bên Mỹ đó, thật ra nó cứ tưởng là nó ở nước ngoài, thì nó muốn nói gì nó nói, muốn chửi gì nó chửi, không ai đụng chạm gì tới nó. À, thì để coi rằng khi bà Nguyễn Phương Hằng đã chi ra những cái số tiền cũng khá là khủng á, thì có làm gì được gì tụi mày hay không nha. Còn những đứa mà ở Việt Nam, như là con gì, con TikTok Thí Nguyễn gì đó, ấy bữa đài nó cũng khá là xem thường, nó nói rằng trời ơi, kiện thì kiện, nói chờ vấn đề pháp lý này kia. Tụi mày thì bây giờ thì cứ gọi là cứ thách thức đi, chẳng khác gì thách thức pháp luật ở trên cô chú anh chị. Mình có quyền thể hiện cái vấn đề gọi là tự do ngôn luận, nhưng mà mình không thể nào đi quá đà môi móc đời tư cá nhân của người khác. Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng sai thì đã có cơ quan chức năng, bà sai với ai thì người đó có quyền tố cáo, không phải vì lấy cái lý do nói rằng trời ơi tôi binh vực ông Tuệ để tôi lên tôi chửi bà Hằng, rồi tôi xúc phạm bà Hằng, tôi vu khống Đại Nam, rồi chia sẻ những cái thông tin không đúng đắn. Nào là Đại Nam nợ thuế 20 mấy năm không có đóng, rồi quỹ từ thiện Hằng Hủ mở ra đó để ông Dũng bà Hằng đút túi riêng, rồi rửa tiền, đủ thứ chuyện trên đời để mà vu cáo người khác. Đó là chống phá chứ còn gì nữa cô chú chị, đánh phá vào doanh nghiệp, một trong những cái doanh nghiệp mà nó là nhất nhì tại Bình Dương, có thể nói là đứng nhất nhì tại Bình Dương đó cô chú anh chị. Và chúng ta thấy rằng là hàng năm đó Đại Nam đóng thuế cho nhà nước bao nhiêu, và việc mà đánh phá như vậy thì nó có ảnh hưởng đến nền kinh tế của tỉnh Bình Dương hay là cả đất nước hay là không, thì rõ ràng ai ai cũng hiểu được cả nhà. Còn cái câu chuyện của ông Minh Tuệ ngày hôm nay, mọi sự thật nó được dần dần được sáng tỏ rồi. Tại sao ông ấy phải dừng cắt thịt? Tại sao ông ấy phải bỏ tu hành Đầu Đà? Có ai hiểu được cái ý nghĩa tại sao phải dừng cắt thịt hay không? Tại vì an ninh trật tự và an ninh chính trị có vấn đề. Rõ ràng như vậy. Mà những cá nhân mà buôn bám vào Minh Tuệ đó thì đang lợi dụng ông ấy rất rõ rệt. Kể cả YouTuber gần nhất là Nô Nè TV, thì công ty Thiên Định Tệ cũng khai tử luôn. Tại vì sao? Công ty Thiên Định Tệ khẳng định rằng YouTuber này đưa những cái thông tin không đúng, bịa đặt, làm mất uy tín danh dự của công ty và cá nhân ông Minh Tuệ và cả gia đình. Vậy thì rõ ràng tôi nói với cô chú anh chị đó, sẽ còn bao nhiêu người mà trước đó đó không được công ty cho phép, thì họ có đưa thông tin đúng hay không? Toàn là những cái thông tin thần thánh quá, bịa đặt không gần đây nhất thì những cái kẻ đu bám vô, ví dụ như là tôi thấy thằng Khứa Phước Nghiêm gì đó ở An Giang gì đó cô chú anh chị, đòi thỉnh ông Minh Tuệ về tới gọi là An Giang gì đó thờ tự hay là tu tập gì đó. Tôi nói với cả nhà đó, ở gọi là các tỉnh thành ngoài miền Trung rồi đó thì còn đỡ, chứ về tới miền Tây đi đó, về tới miền Tây đi. Để xem rằng về tới miền Tây là cái câu chuyện nó như thế nào, nó cực kỳ gắt gao và an ninh trật tự nó cũng còn khá phức tạp hơn nữa, kinh khủng hơn nữa đó. Mà tôi thấy miền Tây đó nhiều người người ta không có u mê đến mức độ vậy đâu, tôi nói thiệt. Không u mê cái câu chuyện mà là thần thánh này Phật sống này kia đâu cả nhà. Mà tôi thấy rồi, nếu như mà thật sự ngày trước đây không có bà Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ ông Minh Tuệ không bằng Võ Hoàng Yên đâu. Võ Hoàng Yên mới đúng là Phật sống. Đấy, ngày xưa mà lúc đó bà Hằng chưa có chạch mặt á, thằng Võ Hoàng Yên mới đúng là Phật sống kinh khủng cả nhà. Tại vì nếu như ông Minh Tuệ ông chỉ đi bình thường thôi, còn Võ Hoàng Yên này nó chữa bệnh, nói chung là cái gì nó cũng chữa được. Câm điếc này kia nó sờ cái một là đi bình thường đó. Câm là nó nắm cái lửa giật cái nói chuyện được mà, như vậy mới đúng là Phật sống. Chứ cầm như là sư Minh Tuệ bây giờ đó, chưa có tuổi như Võ Hoàng Yên ngày xưa, như vậy mà bà Nguyễn Phương Hằng còn lật mặt ra được. Còn đối với cái câu chuyện của Minh Tuệ ngày hôm nay thì tôi thấy rằng ổng tu là quyền cá nhân, nhưng mà cái việc mà các YouTuber nè để mà thần thánh ổng, khiến cho nhiều người lầm tưởng rồi sau đó bị lừa đảo là cái hành vi sai trái vô cùng rõ ràng. Phải tự thừa nhận cái điều đó. Bây giờ tốt nhất là dẹp bỏ công ty, dỡ cái cốc bỏ luôn, cấm ai quay phim chụp hình, đừng có ai quay phim chụp hình nữa đó, kể cả người nhà ổng tu kệ ổng, muốn làm gì sau đó tùy ổng, là những cái điều tốt đẹp nhất đó. Tôi dám cá cho cô chú anh chị, khoảng thời gian sắp tới đây đó thì cái công ty cũng như cái cốc chắc chắn sẽ bị gọi là tháo dỡ bỏ thôi cả nhà. Đó là cái nội dung mà chiều ngày hôm nay Thân Quyền muốn gửi đến cho tất cả cô chú anh chị, đặc biệt là liên quan đến tình hình pháp lý, thì để xem rằng là khoảng thời gian sắp tới đây sẽ có những cá nhân nào đầu tiên sẽ gọi là vướng vào pháp lực trong cái câu chuyện của bà Hằng. Tôi tin chắc rằng đó
là sẽ có một số cá nhân, bởi vì những cái thông tin đó là những thông tin bịa đặt không à. Mình cũng nghĩ rằng là về phía cô Hằng, mặc dù đưa ra cái danh sách vài trăm người vậy đó, nhưng mà vì vấn đề khởi kiện thì sẽ không khởi kiện hết đâu cả nha. Tất nhiên là luật sư cũng sẽ xem xét những cá nhân nào có đầy đủ những yếu tố để làm gương, chắc chắn là để làm gương cho gọi là tất cả các người, các trang mạng tham gia mạng xã hội để nhìn thấy, để xem rằng đó có phải là cái câu chuyện đùa mà các người đang thách thức pháp luật hay là không. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào.